cho các bản tin xem cách 24 giờ. Sacha 1/10 độ nhẹ đầy sang trọng với những món đồ chơi hiệu. Và chiếc Suki Sacha 1/10 độ dưới đây đã có sự thay đổi nhẹ nhàng đầy ấn tượng bằng việc trang bị trên mình vài món đồ chơi chuyển hàng hiệu, làm cho chiếc xe trở nên nó bật hơn. Sacha 1/10 độ nhẹ đầy sang trọng với những món đồ chơi hiệu. Phần đầu nhẹ nhàng với cụm tay con CRGCB tích hợp chống gãy được chính chạm vào ốc roti đến từng chi tiết. Cánh phải không kém phần nổi bật với cụm tay thắng của Rambo bình dầu rời, bình dầu Bonamici mini siêu nhỏ gọn cực kỳ đẹp với sắc đỏ. Góc ảnh tổng thể ở phần đầu ta thấy được cái sự sang trọng đầy nổi bật hiện đại với đồ hình ốc roti cực đẹp. Dàn chân nguyên thủy được tạo ra điểm nhấn nhẹ nhàng với đĩa zin chính chạm vào ốc roti. Heo của Rambo một bit kết hợp dây dầu xăng của Thái Lan. Có thấy chủ xe rất chịu chơi khi bỏ ra một số tiền kha khá để lên full ốc roti, ống giảm nhiệt Samco Sport giúp cho giảm nhiệt tốt nhất và bền hơn. Góc nhìn mờ ảo được đoán được là cái phục hoa điên bình dầu rời. Đây là món đồ chơi được rất nhiều tay chơi xe quan tâm khá nhiều. Ngoài mang đến cái sự êm ái hơn với những nâng chỉnh thì món đồ chơi này làm kiển cho xe trở nên nó bật hơn. Tương tự như bánh lái trước, phía sau trang bị heo của Rambo một bit quay ngược với sự hỗ trợ của phát nhôm CNC đầy ấn tượng. Ống xả đến hiệu của Yoshimura cho âm thanh tê tái điều lực. Góc ảnh chiếc xe đang đổi dáng cùng với đồng bộ. X-Stagelum đổ rất nhiều đồ chơi công nghệ mới. Và chiếc X-Stagelum của một biker Việt trở nên hấp dẫn hơn với một góc nhìn khi được trang bị thêm một loạt phụ kiện cực chất như đồng hồ Casio báo vòn, đo độ đồng hồ điện tử, mâm 5 cây decibel vân. X-Stagelum đổ rất nhiều đồ chơi công nghệ hiện đại. Với doanh số được bán ra thị trường từ năm 2006 đến nay là hơn được 1 triệu chiếc. Không quá lạ khi Exeter luôn là ông vua về doanh số trong khúc xe còn tài và cũng là dòng xe có rất nhiều phiên bản đổi chế nhất từ trước này. Và các bạn đừng để chủ xe bị đánh lừa vì theo hai bên lóc máy tố cáo đây là còn tài, thêm vào đó là xe chứ không phải có tác dụng nhiều. Chủ xe độ lại đồng hồ điện tử cho xe thêm phần hiện đại hơn với rất nhiều chức năng tích hợp trong cái đồng hồ. Trên đất 20 euro kẹp sườn với chức năng của nó là giữ vững cổ xe không sàn lắc khi chạy độ cao. Đồng hồ báo vòn được thiết kế giữa phần nhựa nhám là khá đặc biệt và lạ mắt. Nhiều chốt vàng ốc titan ở khắp mọi nơi. Cản sao được phay lại thêm phần góc cạnh hơn. Và không quên nhắc đến dây dầu Morin được cố định bằng phát kẹp dây dầu và heo dầu của Rambo 2 bit xứng để X1R v.v. Lốc máy tạo điểm nhấn bằng cách sơn đỏ cái chữ Yamaha và full ốc vàng lốc máy. Gia cố thêm cho độ nhún nhảy êm ái hơn, thẩm mỹ hơn bằng cái buộc treo bình dầu rời. Dàn chân của X-Stagelum này được trang bị thêm cái mâm của Racerboy 5 cây, nhìn rất cứng cáp. Chiếc xế đơn giản nhưng mà rất chất. Cảm ơn bạn, dẻm này là chi tiết, nhớ like, share, subscribe.